Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm 2021. Chúng ta học tiếp bài nghiệp. Trong phần nghiệp này đó là chúng ta đang đi về các cái cõi mà khi cái vô minh hoặc là si che phủ trong cái đời sống chúng ta, để cho những cái kiết sử như là tham, sân, si nó điều khiển cái đời sống tâm linh của chúng ta. Và vì vậy mà chúng ta đi trong con đường sai lạc. Và tùy theo cái mức độ nặng nhẹ trong cái sự sai lạc đó mà chúng ta thể đọa xuống các cái cõi khổ. Và khi nói các cái cõi khổ đó thì chắc là tất cả chúng ta đây đều có trải nghiệm. Bởi vì trong cái đời sống đó, khi mà chúng ta không có niềm vui, khi chúng ta không hài lòng, khi chúng ta cảm thấy bất mãn, chúng ta bức xúc, chúng ta lo âu, chúng ta băn khoăn, khắc khoải trong cái đời sống mình, thậm chí có những khi bế tắc, đưa đến sự tuyệt vọng, đưa cái mà người ta cảm thấy là nó con đường cùng, không có lối thoát. Thì tất cả những cái trải nghiệm đó nằm trong chữ khổ là đút khóa. Có nghĩa là chúng ta không hài lòng mà chúng ta khó mà chịu đựng được những cái cảm giác bất an như thế. Thì đó là những cái cảm thọ khổ mà tất cả chúng ta đều đã trải qua trong hiện kiếp này. Và trong cái hiện kiếp này, những cái trải nghiệm đó là nó đã nối kết từ vô lượng kiếp cho tới nay. Và nếu chúng ta không hiểu rõ rằng khổ không phải là sự sống, mà khổ đi đến chữ, đi đến cái cảnh mà nó phải héo úa, nó phải tàn lụi, và nó là thống khổ, nó cận kề với cái chết, nó không phải là sự sống. Nếu chúng ta hiểu được như vậy đó thì chúng ta phải nhận ra những cái gì mình sai, những cái gì mình không đúng để mình không làm nữa. Còn nếu không đó, khi chúng ta chấm dứt cái kiếp người của chúng ta đây đó thì chúng ta phải đọa xuống bốn cái cảnh khổ. Chúng ta đã tìm hiểu qua về thế nào là thế giới của bạn sanh, hay còn gọi là súc sanh. Đó là cái thế giới mà chúng ta sẽ thấy là nó còn trở đi trong cái hiện kiếp súc sanh đó nhiều cái phước lành. Nhưng mà cái căn bản chung của tất cả những chúng sinh mà ở trong cõi súc sanh đó thì cái phần trí tuệ bị che mờ. Như vậy tâm của súc sinh đó có cái phần thiện, nhưng không có cái phần thiện trí được trổ sanh. 24 cái sở hữu tịnh hảo, 25 sở hữu tịnh hảo thì trổ sanh có thể được 24 cái sở hữu tịnh hảo. Nhưng sở hữu 25 là sở hữu trí tuệ không thể khởi sanh trong thế giới loài vật. Thế giới loài người có khả năng khởi sanh, nhưng thế giới loài vật không có khả năng. Và trong thế giới của ma, của quỷ, của Atula các loại cũng thế. Và đây là cái điều đó, tất cả những ai chơi bùa ngải, những ai câu thông với thế giới người âm, phải hiểu rằng cái phước mà chúng ta đang làm người đây đó là chúng ta có cái phước trí tuệ. Còn khi chúng ta câu thông với thế giới đó đó thì người ta dẫn dắt mình đi đâu thì cái chuyện đó chính người ta cũng không biết. Nhưng mình thì mình biết một điều đó là mình lợi dụng cái thế giới người âm đó để mà mình thỏa mãn những cái riêng tư của mình, mình mưu cầu những cái lợi ích của mình. Nhưng mà cái giá mà chúng ta phải trả đó thì chúng ta hiểu ta đi về đâu rồi, ta đang câu thông với cái gì rồi. Và trong cái tận cùng của cái sự sai trái mà liều lĩnh đến tột cùng đó, cái con đường thoái đọa cuối cùng của nó là các cái tầng địa ngục.
Và khi nói tới địa ngục thì chúng ta hiểu rằng nơi nào không có niềm vui, nơi nào không có hạnh phúc, nơi đó chính là địa ngục. Cái khổ cùng cực ở trong cái tâm chúng ta đó chưa phải là địa ngục đâu. Mà khi rơi vào trong cái thế giới đó, người ta phải trải nghiệm những cái đau đớn về thể chất. Và cái tận cùng của cái đau khổ về cái tâm á, mà không có thể thoát ra được. Bởi vì bị khống chế bằng những cái hình phạt. Ở đây trong cái bài kinh Thiên Sứ mà chúng ta đang tìm hiểu đây, thì cái đoạn kết chúng ta sẽ thấy rằng những cái gì mà được trình bày trong cái bài kinh Thiên Sứ mà do Đức Phật giảng đây đó, là những gì Đức Phật là coi như là thấy, biết, hiểu, không do một ai cả. Bởi vì Đức Phật là người có thần thông coi như là tuyệt đỉnh, thấy rõ, biết rõ, nói chính xác mọi việc đang ra. Còn việc chúng ta ngày hôm nay, cái phước lành chúng ta được nghe lại cái bản kinh này, tin hay không là quyền của mình, tin hay không là phước báo của mình. Còn cái sự vận hành mà được trình bày trong cái cách mà chúng ta học theo cái vi diệu pháp đó, nó trình bày làm cái con đường dẫn của tâm. Tâm chúng ta thiện lành hay chúng ta đi đối ngược với thiện lành, thì tất cả những cái phước báo hoặc là những cái đi ngược lại với phước báo đó, thì trong cái hiện kiếp làm người này chúng ta đã có biết. Chúng ta đã trải nghiệm được những cái cảm xúc đó và chúng ta đã sống qua những cái đó. Chúng ta dối trá một cái gì đó, chúng ta sẽ thấy bất an. Chúng ta làm sai một cái gì đó, người ta có thể rai rứt không nguôi. Một cái người kỹ sư đó thành công lừng lẫy trong cái nghề nghiệp của mình, đến khi hưu trí rồi, ngồi ở ngoài cái, ở phía ngoài cái sân thượng của mình, nhìn ra cái đại lộ, nhìn ra những cái chiếc cầu mà chính mình đã tâm huyết thành công trong đầu đời của mình. Và bây giờ cái căn nhà mình nghỉ dưỡng á, thì đặt trên cái mảnh đất mình đã sinh ra và lớn lên ở đó. Và cái công trình đầu tiên trong cái đời kỹ sư trẻ của mình thành tựu đó. Nhưng mà khi nhìn những cái đó, đó tại sao nó xuyên suốt trong tâm á, nó là một cái nỗi ngậm ngùi, nó là một cái sự rai rứt không diễn tả được. Mặc dù mình đúng mà, mình đâu có sai đâu, không có sai một cái gì cả, nhưng tại sao những cái cảm xúc đó lại xâm chiếm ở trong lòng mình? Và người này nhớ lại khi mình còn trẻ, sống với cha mẹ ở trên cái dãy núi đó, rất là nghèo. Và cậu con trai ở cái miền núi này, khi xuống đồng bằng để đi học, lại rất là thông minh. Mà cậu có một cái người bạn trai đồng lứa tuổi như thế, nhưng lại là một cái cậu thanh niên yếu đuối về thể chất, mà cũng yếu đuối về cả tinh thần nữa. Nhưng mà hai bạn chơi nhau rất thân. Và khi cái người bạn này đó mang cái người bạn khỏe mạnh ở cái miền núi này của mình ấy về gia đình, thì cả cha lẫn mẹ của cái cậu yếu đuối này đó rất là thương cái người con trai này, và coi cái cậu này như là cái đứa con thứ hai của mình vậy. Và từ đó đó mới tài trợ cho cái cậu bé này đi học. Khi mẹ cậu mất,
ba cậu vẫn giữ lại cái căn nhà xưa cũ đó. Còn cậu thì đi học từ ở trong cái khu phố ở dưới chân núi mà cho đến ra một cái trường đại học ở thành thị đó, thì cả một cái chân trời đã mở ra với mình. Và cũng do cái sự tài trợ trong cái gia đình của cái người mà giống như là nghĩa phụ của mình đây đó, là mong muốn rằng là khi mà cậu tốt nghiệp ra đó thì làm sao đó tại nơi cái mảnh đất mà đang sinh sống đây đó là phải mở ra một cái đô thị phồn thịnh. Như vậy núi non này phải được san bằng và những cái đại lộ phải được mở ra, những chiếc cầu được bắc ngang để giao thông dễ dàng thì kinh tế nơi này mới phát triển. Và cậu này hăm hở làm cái công việc đó với tất cả sự hào hứng nồng nhiệt, cái gì cũng thuận tiện cả. Chỉ duy có một điều đó, khi cái con đường đó đi ngang cái phần núi mà nơi cái ngôi nhà mà cậu được sinh ra và chính mẹ cậu cũng chết trong cái căn nhà này, thì cha của cậu đó đã không muốn rời khỏi nơi đó, vì tất cả sự sống của cha cậu nằm nơi đó. Đứa con thì nó đã vong ruổi rồi, và cái người này chỉ sống có bao nhiêu đó thôi. Và cậu về cậu thuyết phục với cha cậu là nếu cha chịu di dời thì cậu sẽ đó cất một căn nhà lớn hơn và đất đai rộng rãi hơn và cũng làm vườn tược cho cha đầy đủ hết. Cha lắc đầu, cậu nói nếu như vậy đó thì con sẽ giữ nguyên vẹn cái nhà này và con đem tới một cái chỗ và con cũng bứng hết những cái cây này, con trồng lại cho cha một cái khuôn viên và một câu nhà y như cũ. Nhưng ông vẫn lắc đầu, bởi vì nó là một cái đồng bằng, còn cái nơi này đó là một cái triền núi mà ông đã quen đi lại quen thuộc từ cái ngày còn trẻ cho đến khi có vợ có con, và bây giờ nơi đây là vĩnh viễn một cái đời sống của ông. Thì cậu này nghĩ rằng đó, cái vừa già hay mẫu thủ, cái người già hay cố chấp, và cậu đã nhiều cách thuyết phục vẫn không được, và cuối cùng đã phải làm một cái hạ sách bức bách, là vì khi mẹ cậu đau thì cha cậu có một cái món nợ và gán cái căn nhà đó. Người ta cũng không muốn lấy căn nhà đó, nhưng vì người ta muốn là phải giải tỏa cái chỗ đó, cho nên đã làm cái hạ sách là bức bách. Mà cậu là người có khả năng đó, cứu cái căn nhà đó. Nhưng mà cậu nghĩ rằng vì cái sự phồn thịnh của một cái vùng rừng núi này, vì cái đời sống của cư dân là phải mở ra, phải phát triển, thì không thể nào vì cái căn nhà đầy kỷ niệm đó mà nó làm cái cản trở mãi mãi, không thể như vậy được. Cho nên là cậu đã lầm ngơ. Và khi mà cậu là cái người trực tiếp chỉ huy đó đặt chất nổ để phá cái núi đó, thì trước khi đó là giải tỏa hết tất cả. Nhưng mà cậu không ngờ rằng đó, cái người có thể lẻn ở lại trong cái khu núi đó đó chính là cha của cậu. Rồi mọi việc cũng qua đi. Từ cái thành công ở nơi chính chôn nhau cắt rúng của mình, thì cái người kỹ sư trẻ này đó đã thành công trong nhiều công trình lớn của đất nước, và kể người ta mời đi ra nước ngoài, và cậu đã thành công rực rỡ. Nhưng khi già rồi quay trở về, cất được ngôi nhà như ý muốn và có thể nhìn lại những cái công trình thời trai trẻ của mình, nhưng không hiểu làm sao trong lòng nó vẫn vương vấn
nó vẫn ngậm ngùi, nó vẫn xót xa, nó vẫn khắc khoải, nó vẫn thấy lại cái căn nhà cũ và nó thấy lại cái hình bóng của cha mình. Kể cả khi mình nói chuyện với ba, ánh mắt của ba nhìn những cái gì ba lưu luyến trong căn nhà đó thì bây giờ nó sống động mãi trong cái trái tim của mình. Có phải mình sai không? Có phải mình vô cảm không? Nhưng mà vì tất cả cư dân ở đây mà, vì cái phát triển của kinh tế và cái đời sống phải đi lên mà, nhưng tại sao nó phải viên dân? Có phải rằng nếu mình chậm một chút thì mọi chuyện đã không phải như ngày hôm nay sao? Tại sao không mình không đi xây dựng những công trình ở nơi khác và hãy chờ đợi đi, chậm một chút thôi, chậm một chút thôi, thì khi mình đi làm nơi xa xôi đó cũng có thể dính được cái thời gian về thăm cha, có thể nói với cha rằng con của cha đã làm được những việc như thế này, và có thể thỉnh cha đi xem những cái công trình đó, rồi thuyết phục là với thời gian, với năm tháng, khi người ta nguôi quay đi, người ta nhận thức ra đời sống không phải chôn vùi trong cái dĩ vãng, không phải chôn vùi trong cái quá khứ, và không có nhốt mình chật hẹp trong những cái riêng tư đến như vậy. Có những thứ cảm xúc, có những thứ tình cảm phải mở ra rộng lớn hơn để làm nên một cái đời sống tốt đẹp hơn. Mình nồng nhiệt quá, mình giỏi giả quá, và mình đã làm vỡ nát cái trái tim của cha mình, thì làm sao cái trái tim của mình có thể lành lặn được? Cho nên đôi khi trong cái đời sống, chúng ta cần mạnh mẽ, nhưng cũng cần thêm một cái tinh tế, để có những cảm xúc cần phải nuôi dưỡng, có những cảm xúc phải qua đi, có những cảm xúc phải tạo ra cho nó rộng lớn, để chúng ta đi trên cái đại lộ của thiện lành. Còn nếu không, tất cả những đời sống trong luân hồi của chúng ta đây đó đều vướng vào cảm xúc, và những cái cảm xúc nặng nề nhất, đau đớn nhất nằm trong địa ngục. Và trong cái bài kinh Thiên Sứ này đó, thì chúng ta sẽ thấy một số điều sau đây. Cái thứ nhất đó, là chúng ta đã tìm hiểu qua rồi đó, năm cái vị thiên sứ. Đầu tiên là tái sinh, chết là cắt đứt một kiếp sống, chứ không phải rằng là kết thúc. Cũng như cái bóng điện này mà nó hư đó, thì cái bóng điện này đó phải bỏ vào thùng rác, nhưng bóng điện khác có thể nối vào, cái dòng điện vẫn liên tục. Thì như vậy có người ta đó, ngày nào mà mình chưa kết thúc được luân hồi thì ngày đó chúng ta còn bị chi phối bởi sự tái sanh. Và khi tái sanh á, thì nó có nhiều cái đường tái sanh. Sanh ra từ trong cái trứng, rồi trứng mới ấp ra mới nở thành con. Sanh ra từ trong cái thai bào, thai bào 3 tháng, thai bào 9 tháng 10 ngày, thai bào 10 tháng và thai bào hơn nữa. Tùy theo cái phước báo mà chúng ta sanh ra trong cái chủng loại nào.
và những cái năm tháng, cái thời gian mà ở trong thai bào. Thì chúng ta thấy này, trên là cái túi cơm, này, dưới là cái phần cặn bã, và cái thai bào này phải ở chính diện, phải cứ co rút người lại, chân tay nó phải co hết. Và tất cả cái sự sống nó phụ thuộc vào cái dạ con của người mẹ, phụ thuộc vào cái ăn, cái uống, cái nghỉ ngơi, và đặc biệt là cái tâm tư, tình cảm của người mẹ. Cái phước báu có đầy đủ hay không, và đã được nuôi dưỡng ở trong cái thai bào đó êm ái hay không. Ngày hôm nay đó, những cái người trẻ đó chỉ có thích hưởng những cái cảm xúc, và cho rằng cái mối quan hệ nam nữ đó chỉ như là một cái sự thụ hưởng, cái miếng ăn miếng uống, hay một trò chơi mà thôi. Cho nên đó, thích thì đến với nhau. Và khi mà có thai là một vướng bận, cho nên dễ dàng đem vào bệnh viện. Bệnh viện miễn phí mà. Và bác sĩ không biết từ hồi nào đó là trở thành một cái kẻ giết người không gớm tay, mà giết những cái con người đó không có cái khả năng tự vệ, cũng không có thốt lên được một tiếng nào, và vứt bỏ nó như người ta vứt bỏ một cái mảnh sình. Từ bao giờ mà người ta có ăn học mà người ta độc ác đến gì? Từ bao giờ mà cái thú vui của nam nữ đó đã trở thành hai kẻ sát nhân liên tục như vậy? Và người ta đã hãnh tiến trong cái việc người ta chinh phục lẫn nhau, và người ta giết người vô tội vạ. Luật pháp cho phép mà, mọi người không ai nói gì mà, nhưng chắc chắn 100% rằng những cái thai bào nó ở trong bụng mẹ đây, nó đã đau đớn đến giường nào, khốc liệt đến giường nào, tâm tối tuyệt vọng đến giường nào, thì tất cả những ai gây ra những cái cảm xúc tột cùng của khốc liệt đau khổ này, người ta phải ở trong cái địa ngục để mà trải qua không biết bao nhiêu. Chuyện này chắc chắn. Nhưng luật pháp cho phép mà. Và bây giờ trên thế giới đó, nhiều nước người ta đang đấu tranh để cho cái việc giết người này đó được công khai, được hợp thức hóa. Để thỏa mãn cái gì? Để thỏa mãn những cảm xúc thuộc về dục vọng thấp kém nhất của con người. Còn cái nam nữ yêu thương nhau và để có con cái, để chia sẻ nâng đỡ một cái đời sống làm đúng đắn, đó là hạnh Bồ Tát, đó là con đường tiến hóa, con đường chân chính. Còn những ai sử dụng nó như mình hưởng ma túy, như mình hưởng cái cảm giác của cờ bạc, của rượu chè, thì con đường của những cái chúng sinh đó phải đi xuống. Bây giờ người ta thấy rằng cái chuyện phá thai dễ quá, cho nên là người này người kia người nọ dễ lắm. 27 tuổi phá 17 cái thai bào, chứ không biết là bao nhiêu người phụ nữ đếm không xuể. Và người ta vẫn tiếp tục trên con đường ác nghiệp đó, vì người ta chưa có trải qua cái số phận của một cái thai bào chết như vậy. Chờ đấy đi, luật pháp không có sờ mó tới, không có ai nói gì hết, nhưng thân ngoại mạng chung thì mỗi số phận của thai bào đã phải trải qua như thế nào
thì bản thân mình phải ở trong cái cảnh đó để chiêm nghiệm. Chúng ta nên nhớ rằng tất cả những cái quả nghiệp đều là một cái gương phản ánh ngược lại. Bây giờ đây là kẻ gieo rắc, thì một ngày kia đó, cái kẻ gieo rắc này phải trở thành nạn nhân để mà trải qua những cảm xúc như thế. Cái phần địa ngục này nó dài lắm. Nhưng lần trước sư cô cũng có nói với quý vị rằng sư cô không muốn nói cái này nhiều, bởi vì nó gây nên cái sự bức xúc rất lớn. Cho nên những cái tài liệu này đó là sẽ gửi tới để coi, nhưng mà không giảng nhiều, để cho tự mỗi chúng ta đó đọc và chúng ta suy gẫm, để chúng ta dẫn mình đi. Cho nên tất cả những cái cảm xúc gì chúng ta có trong cái hiện kiếp này thì chúng ta sẽ chiêm nghiệm nó đi. Để một ngày mà mình có rơi vô trong cái cõi khổ đó, mình biết. Bây giờ giáo pháp mình tỉnh thức mình đi ra. Rồi bởi vì chúng ta tới cái phần mà hình phạt đối với những cái tội nhân ở nơi cái địa ngục đó, thì chúng ta thấy là 16 lần, 16 cái hình phạt này thì 16 lần đều lặp đi lặp lại rằng những cái hình phạt này chưa thể kết thúc, chưa thể chấm dứt nếu khi cái người tội nhân đó mà chưa nhận ra được đó là tại sao mình như thế này. Cũng như khi mình có một cái suy nghĩ chủ quan nào đó mà mình cho rằng mình đúng, mình chỉ có thể chấm dứt khi nào mình nhận ra rằng nó không đúng đâu. Còn khi nào mình nhận thấy mình đúng thì cái lời của người khác chỉ là nghe cho vui thôi, chứ mình không có sửa đổi gì cả. Cho nên mình thấy rõ, biết rõ, tự khắc mình không làm được. Thì cái cách thức này nó cũng y như khi tất cả chúng sinh đi vào trong cái cõi khổ, nhận thức ra được chúng ta buông. Vì thấy mấy người mà có cái gia đình mà khi cái phước báu người ta không đầy đủ đó, người ta hành hạ nhau trong cái đời hôn nhân, và đến khi người ta rời ra được, người ta buông bỏ ra được, đôi khi người ta suy gẫm lại, người ta hỏi tại sao mình có thể chịu đựng đến như vậy, tại sao mình có thể bám vô một cách ngu xuẩn như vậy được. Mình ngạc nhiên vì mình đã dại dột như vậy. Thì tất cả những cái gì chúng ta phải trải qua trong cái cõi khổ mà chúng ta thoát ra được đó là khi nào chúng ta nhận ra là mình khờ khạo quá, mình ngu si quá, mình sai lầm quá, mình cố chấp quá, buông được, thay đổi được thì thôi. Cho nên chúng ta phải làm tất cả những cái điều lành có thể làm được. Để chi? Để tâm chúng ta có một cái thói quen, có một cái sự suy nghĩ là chúng ta đã phải luôn luôn đi trên con đường lành, con đường thiện. Và chúng ta nhớ như vậy, đó là cái phao, đó là phước cứu chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Trên đời này không có ai cứu chúng ta được cả. Bản thân của mình cũng không tự giải cứu được. Rồi chúng ta sẽ học trong cái bài kinh này, chúng ta thấy phước cứu chúng ta. Cho một điều lành dù nhỏ mấy chúng ta cũng làm, bởi vì nó tăng cái phước báo, tăng cái năng lượng lành. Để từ cái năng lượng lành mà chúng ta có được đây nè, chúng ta sẽ câu thông với cái năng lượng lành ở trong cái vũ trụ này. Đó là năng lượng lành của chư thiên, đó là năng lượng lành của chư Phật, và chúng ta thoát những cái khổ cảnh. Bây giờ lần trước đó chúng ta đã nói tới đó 7 cái khổ cảnh rồi. Cái hình phạt thứ nhất là cái hình phạt mới gọi là cái hình phạt 5 cộng. Hai cái cộng đóng vào hai tay,
hai cọc đóng vào hai bàn chân và hai cọc đóng vào ngực. Đó là cái khổ thứ nhất. Cái khổ thứ hai là cái người này, người tội nhân này phải nằm xuống và quỷ sứ hay là cai ngục á, sẽ lấy búa chặt cái người này ra tịnh Phật. Đó là cái hình phạt, cái khổ cảnh thứ hai. Khổ cảnh thứ ba là cái người tội nhân này bị treo hai cái chân lên và cái đầu đó ngược xuống. Rồi lúc đó đó quỷ sứ mới chặt ra từng khúc. Đó là cái hình phạt thứ ba. Hình phạt thứ tư đó là cái tội nhân này đó bị cột vào trong một cái xe và kéo chạy qua chạy lại trên một cái nền đất mà rực lửa. Đó là cái tội thứ tư. Cái hình phạt thứ tư. Hình phạt thứ năm là cái người tội nhân này đó là bị treo trên cái sườn núi, rút dây lên, rút xuống, rút lên, rút xuống. Mà cái sườn núi này đó là nó được nung đỏ và nó cháy rực lên. Cái hình phạt thứ sáu là cái người này đó là bị bỏ vào trong cái vạc dầu, nhưng mà hai cái chân đó ở bên trên, cái đầu đi xuống cái vạc dầu, đi xuống. Và từ ở trên đó mà đi xuống tới cái đáy của cái vạc dầu, cái nồi đồng, nó là cái vạc dầu đó. Thì nó xuống như vậy thì cái đây là cái địa ngục mà vua A Xà Thế bị rơi xuống đó. Thì từ khi mà nhúng cái đầu đi xuống cái mặt của cái vạc dầu đang nấu sôi đó mà đã chìm xuống đáy như vậy đó là 30.000 năm ở địa ngục. Và khi mà cái người tội nhân này từ dưới đáy địa ngục mà trồi lên được cái mặt đó 30.000 năm nữa. Và chưa kể là nó dạt qua rồi nó dạt lại, nó dạt tới dạt luôn. Thì khổ cảnh nó nằm đó. Vì A Xà Thế giết cha, giết cha của mình. Mà cha của mình không phải là một kẻ phàm phu. Cha đã nhập vào dòng thánh thứ nhất. Mà kẻ này đó, tội thứ nhất là giết cha mình. Mà cái tội nặng chồng lên nữa đó là giết một bậc thánh. Thì cái hình phạt thứ sáu, chúng ta đến cái hình phạt thứ bảy. Rồi cái người này sau khi chịu cái hình phạt trong cái vạc dầu đó đó thì quăng vào trong cái đại địa ngục. Và cái đại địa ngục này đó, nó có bốn cái vách bằng sắt, cái nền của nó bằng sắt luôn. Và tất cả bốn cái vách bằng sắt đó và cái nền bằng sắt và cái trần cũng bằng sắt luôn đó, là nó nung đỏ rực lên. Và cái tội nhân này bị thảy vào trong cái cục đó. Chưa đâu rồi chúng ta sẽ học tới cái phần các cái tầng địa ngục á, thì chúng ta sẽ thấy là bốn hướng nó có bốn cái cửa ra. Và bốn cái cửa ra đó, bốn hướng đó, mỗi hướng có cửa ra, thì từ cái cửa ra đó nó vô các cái ngục khác nữa, chứ nó không dừng lại chỗ đó. Và hôm nay thì chúng ta tiếp theo cái phần số 8. Phần số 8, tức là cái hình phạt số 8. Này các tỳ kheo, rồi có một thời rất lâu dài, khi cửa phía đông của đại địa ngục được mở ra, người ấy chạy vào cửa ấy rất nhanh và mau lẹ. Khi người ấy chạy rất nhanh và mau lẹ thì da ngoài bị cháy, da trong bị cháy, thịt bị cháy, dây gân bị cháy, xương bị khói sông đen. Sự trốn thoát của người ấy là như vậy. Và này các tỳ kheo, dù cho người ấy có cố gắng rất nhiều, cửa vẫn đóng chống lại người ấy. Tại đấy, người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không có thể mệnh chung
cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Thì vậy khi mà đẩy vào trong cái đại địa ngục này đó, thì cái người này đó là thấy cái, tức là hồi nãy đó cái cô có nói là cái địa ngục đó chúng ta đó, cái đại địa ngục đó chúng ta có thể hình dung á như là một cái tòa nhà hình vuông, mặt trên mặt dưới đều nung nóng, hai mặt hai bên cũng nung nóng, nung nóng hết. Thì cái người tội nhân đó họ ở trong này, họ ở trong này họ chịu đựng. Khi mà họ thấy đây là cái cửa hướng đông được mở ra, thì họ chạy về phía này, họ chạy cực nhanh để họ thoát cái nóng ở trong này. Nhưng mà họ càng chạy thì là lửa càng đốt họ, và họ thấy như thế nhưng mà cái cửa này vẫn đóng. Rồi họ thấy đó, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, tất cả đều mở ra, lần lượt mở ra. Nhưng mà chỉ là cái mơ ước, cái hy vọng của họ làm cho họ thấy như thế thôi, chứ thực chất không có. Rồi họ lại chạy, họ lại chạy, rồi họ lại quay về. Chúng ta cứ thấy hình ảnh một cái thai bào nằm trong đó, người ta chích thuốc vào, nó đâu phải dãy dụa ra sao. Bây giờ ta kéo ra, ta dùng những cái phọt xếp rồi kéo ra, có thể mất từng phần, da thịt phải mất từng phần. Và dẫu tuy nó có bằng cái ngón tay đi nữa đó, thì chúng ta phải hiểu là nó sẽ tan chảy ra như máu. Nhưng mà khi chúng ta học trong vi diệu pháp thì chúng ta hiểu rằng đó, khi mà cái tinh cha quyết mẹ mà đã gặp nhau rồi đó, thì coi như là 14 đến 17 sát na sau, thì cái phôi này nó đã cảm ứng rồi. Nó chưa được gọi là phôi, nó mới là kết tinh của tinh cha quyết mẹ thôi, chưa là phôi. Vài tuần lễ nó mới là phôi. Nhưng mà vi diệu pháp nói rằng cái phút mà tinh cha quyết mẹ gặp nhau đây đó, mà nó kết hợp được đây đó, là nó đã có cái phần hương ấm. Hay mình còn nói đó, nó là kiết sanh thức, hay còn gọi là thức tái sanh. Còn nếu theo nôm na dân gian á, thì nói là lúc mà cái người nam với người nữ mà có cái quan hệ, nó tỏ ra một cái sức nóng, nó gọi là cái lửa dục, thì nó chiêu cảm các cái dông. Thì những cái dông này khi nó đến, nó chứng kiến cái chuyện đó. Và nếu nó là con gái thì nó sẽ sát nhập vào cha. Nếu nó là con trai, nó sẽ sát hợp cho mẹ để nó tận hưởng cái dục lạc này. Và như vậy đó, nó mới thành tựu một cái thai bào. Và ba cái thành phần đầu tiên nó đã có mặt. Cái thứ nhất trai hay gái có rồi. Cái thứ hai là hệ thần kinh đã hình thành. Cái thứ ba là cái hướng các căn của phát triển đã có. Và 14 sát na sau cảm ơn. Mà chúng ta nhớ nè, một giây đồng hồ bằng 250 ngàn tỷ sát na. 250 ngàn tỷ. Vậy khi chúng ta gieo xuống những cái sai trái chúng ta, có khi nào trong suy nghĩ của chúng ta chỉ có một giây thôi sao? Nhưng một giây đã đủ hình thành 250 ngàn tỷ sát na. Nhưng mà cái lúc mà tinh cha quyết mẹ gặp nhau đây rồi, và có cái kiết sinh thức này phối hợp vào đó, thì chưa đợi 17 sát na nó đã cảm nhận được. Cho nên nam và nữ đó cứ lấy cái chuyện dục lạc nam nữ để mà đùa với nhau, thì phải cần biết cái điều này, để cái trò đùa của mình nó đi về đâu. Khi mình đã không biết quý cái mạng người,
Nếu cha mẹ mình cũng như vậy rồi mình không có mặt trên đời này để mình đi những cái trò chùa, cái trò đùa mà cực kỳ khủng này đây. Cứ thử hỏi cái địa ngục đung đỏ này đây nè, nó làm cho tội nhân nó chảy thành nước ra rồi khô lại luôn, rồi chảy thành nước ra rồi khô lại luôn, và không biết bao giờ mới kết thúc cái này. Trừ khi mà những cái gì chúng ta gieo xuống nó có hai cái. Cái thứ nhất nó tính bằng con số, con số đi bằng thời gian. Con số đó là một giây đồng hồ 250.000 tỷ, nó đi trên con đường thời gian và nó đi trong cái ác tâm. Đó là cái năng lượng xấu, khi mà hành xử như vậy nó mạnh dường nào thì cái độ trì kéo nó càng khủng chừng đó. Cho nên chạy ra cửa này không được, chạy ra cửa này không được, chạy ra cửa này không được, không được, trì lại do cái lúc làm cái ác nghiệp khủng quá. Không ai nghĩ ra đâu, không ai nghĩ ra những cái năng lượng đó, những năng lượng xấu đó, nó duy trì và nó phát triển với thời gian. Cho nên khi mà ta thấy sai một lần không dám lặp lại, còn bây giờ nó lặp lại triền miên, lặp lại vô tội vạ. Bởi vì đâu có ai bắt mình đâu, mấy cái miệng mà nói mình á, mình giả trong miệng á, chứ mình không có để đâu. Bởi vì cái tham ác nó phải đưa đến cái sân ác, nó phải ứng xử như thế thôi. Nó đã thành quỷ dương ở trong tâm rồi, đâu có nhìn ra đâu. Cha mẹ dẫu nói ngon nói ngọt, năn nỉ tới chừng nào đi nữa, tất cả đều để ngoài tai. Bởi vì nó không còn khả năng nghe những cái điều đó nữa, nó chỉ còn khả năng nghe cái điều của quỷ và làm những cái tâm quỷ mà thôi. Chúng ta thử đi gặp những cái bác sĩ chuyên phá thai đó, chúng ta thử nói người ta có nghe không? Một cái cô đó khoảng 40 mấy tuổi thôi, bác sĩ về khoa sản chuyên phá thai. Cái khi mà có người trông thấy những cái thai nhi nó bu quanh đầy đặc như thế, nói cô ơi, cô nói sao? Cô cười cười. Cô nói thì nghề nghiệp mà, có bữa còn đi làm giúp người ta nữa. Tức là cái ngày đó mà có người trực á, thì cô rất là vui vẻ đi làm giúp. Vì thấy không, con đường địa ngục, người ta đi rất tự tại, không thấy một cái gì sai cả, và không có cái cảm xúc. Khi mình chích cái mũi thuốc vô thì cái thai nhi trong đó nó chuyển mình như thế nào không biết, mình lấy ra từng phần thấy, nhưng cảm xúc thì không. Vậy thì năm tháng ở trong cái cõi khổ này để mà trải nghiệm những cái cảm xúc đó. Khi nào biết rằng tất cả chúng sinh không nên trải qua cái cảm xúc này, dẫu là ai cũng vậy đó, thì mới thoát. Còn ngày nào thấy rằng cái việc mình làm chỉ đem lại cái sự dễ chịu cho mình, cái sự thuận lợi cho mình, cái sự dọn đường cho mình thọ hưởng những cái thấp kém đó tiếp theo thôi, còn ai ra sao thì mặc kệ. Thì tới lúc mình phải nằm trong cái thân phận của nạn nhân đó, chạy ở đâu? Cho nên mình nói nơi cái địa ngục có diêm vương, có quỷ sứ, tại sao ác thế phận làm? Ai ác vậy? Có phải diêm vương quỷ sứ ác không? Hay là diêm vương quỷ sứ là hiện hình
của những cái ác trong tâm của mình, mà mình gieo khổ cho người khác hay không? Bây giờ nó hiện ra đó, nó hiện ra dưới lửa nóng đó, nó hiện ra tưởng là thoát được mà không thoát được đó. Nó hiện ra với hình diêm vương, với hình quỷ sứ siết chặt lại đó. Chúng ta chỉ biết những cảm xúc của mình và không biết cảm xúc của những chúng sinh khác. Quý vị xem những cái nhân quả, quý vị thấy chúng ta hãy bước vào cái bệnh viện, mà nơi đó đó người ta chữa trị cho những cái người bị cái nọc độc của con này, nọc độc con kia chích ra. Một người đây chỉ làm con tôm thôi, con tôm tươi thôi, mà lúc nó xốc vô cái tay mình đó, nó chỉ nghe đau thôi chứ không có gì hết, rướm một chút máu thôi, rửa tay ra hết rồi, thì nó nhức âm ỉ trong đó. Cho đến bây giờ thì biết ra là nó hoại tử rồi, phải cắt bỏ. Chỉ là con tôm đất mà thôi, nhưng mình đã ăn bao nhiêu cái con tôm mà nó dãy đành đạch đạch á, là bao nhiêu con rồi, bao nhiêu kiếp rồi. Cho nên người ta chưa thấy đó, người ta chưa nhận ra đó, người ta không thức tỉnh. Chứ còn những cái thiên sứ này có mặt thôi. Ai muốn biết bệnh gì cứ đi từng bệnh viện sẽ biết, rồi đi sâu vào là sẽ biết. Từ những bệnh thông thường cho đến những cái bệnh kỳ quặc nhất vẫn có thể xảy ra, thì mới hiểu rằng cái ngóc ngách ở trong cái tâm chúng sinh đó, cái khi mà cái tham nó cực kỳ đa dạng. Cái tham này có nghĩa là cái sự ưa thích, dính mắc vào cái ưa thích của mình cực kỳ đa dạng. Và như vậy những cái khổ đau cũng theo đó mà hết sức đa dạng. Và chúng ta học những cái điều này không phải Đức Phật dọa chúng ta, mà Đức Phật nói một cái sự thật nó đang diễn ra, còn tự chúng ta cứ suy gẫm. Chúng ta phan tới cái phần số 9, trên hình phạt số 9. Rồi này các tỳ kheo, có một thời rất lâu dài, khi cửa phía Tây được mở ra như trên, cửa phía Bắc được mở ra như trên, tức là như đoạn trên đã nói đó, cửa phía Nam được mở ra, người ấy liền chạy vào đấy rất nhanh và mau lẹ. Khi người ấy chạy rất nhanh và mau lẹ, da ngoài bị cháy, da trong bị cháy, thịt bị cháy, dây gân bị cháy, xương bị xông khói đen. Sự trốn thoát của người ấy là như vậy. Này các tỳ kheo, dầu cho người ấy có cố gắng rất nhiều, cửa vẫn đóng chống lại người ấy. Tại đấy, người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không có thể mệnh chung, cho đến khi các ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỳ kheo, có một thời rất lâu dài, khi cửa phía Đông được mở ra, người ấy liền chạy vào đấy rất nhanh và mau lẹ như trên. Sự trốn thoát của người ấy là như vậy. Người ấy đi ra khỏi cửa ấy, tức là tất cả những cái sự đau khổ của chúng ta đó chỉ có chấm dứt khi nào chúng ta nhận thức ra. Bởi vì bắt đầu từ những cái nghiệp sai lầm xấu ác của chúng ta cũng bắt đầu từ trong cái suy nghĩ, từ trong cái ý nghĩ của chúng mình. Thì khi mình thay đổi, mình kết thúc những cái sai lầm đó và những cái mới xuất hiện trong cái đời sống của mình thì mình thoát. Cho nên tất cả những cái ngục tối không có hạn định. Những cái mà nhà tù ở trên thế gian này đó có hạn định.
Chỉ trừ khi đó có một số người mà phạm cái tội ác mà phải tính từ mấy trăm năm ở tù đó, thì người ta mới nói là chung thân không cứu xét. Thì cái đó là tù chung thân không hạn định. Còn ngoài ra nó đều có hạn định. Nhưng mà nó không có hạn định là khi người ta vào trong tù, thay vì người ta sám hối, người ta sửa đổi để trở về ta làm người lương thiện, thì người ta vào trong đó, người ta lúc mà ta trở ra người ta càng nguy hiểm hơn ở trong đó, thì cái cánh cửa nhà tù đó sẽ mở ra và họ sẽ trở lại. Cho nên cái tù đối với những người đó không có hạn định, tại vì họ tái phạm. Nhưng mà tất cả những cái nhà tù ở trên thế giới này, kể cả một cái án tử hình đó, cũng không thể sánh được khi mà dẫn chúng sinh rơi vào cõi khổ. Không sánh được nữa. Cho nên có người mới nói này nè, tôi bây giờ làm cái chuyện này là nhất định phải làm thôi. Bây giờ ở tù hay tử hình cũng không sợ luôn. Bây giờ một mạng đổi năm mạng, một mạng đổi sáu mạng. Người ta tính toán như vậy. Nhưng người ta không hiểu về tâm linh. Người ta chỉ tính trên luật pháp quốc gia. Và luật pháp quốc gia so với ác nghiệp người ta làm ra đó, thì cái luật pháp quốc gia không là bao cả. Chỉ có tính chất răn đe mà thôi, chứ không giải được hết đâu. Chúng ta sẽ mang đi triền miên trong cái sai lầm của mình. Chỉ khi nào kết thúc cái sai lầm đó thì thôi. Không kết thúc sai lầm không thôi. Luật pháp quốc gia người ta có thể làm lệch cái cán cân công lý, nhưng mà cái lưới trời đó không có lệch được. Không bao giờ lệch được. Tại sao vậy? Vì cái quả trổ trong tâm của chúng ta. Nó đâu có trổ trong cái tâm của cái người mà cầm cái cán cân công lý để xử. Nó cũng không nằm ở trong cái ông diêm vương hay là quỷ sứ, mà nó nằm trong cái tâm của cái người tội phạm. Nó trổ trong tâm của người tội phạm và nó nối kết với những gì tương ưng với nó. Nó sẽ câu thông và nó nối kết ở một cái cảnh giới nào phù hợp với nó, và ở lại bao lâu là do nó mà thôi. Như gì chạy ở đâu? Khi nào người khác xử lý thì còn bẻ qua bẻ lại, xô tới xô lui được, có dễ nắm tay mà. Tâm chúng ta khởi lên trổ quả liền và nó nằm trong đó, nó chờ cái điều kiện để nó câu thông, nó hình thành đó cái hoàn cảnh sống của mình. Không ai đưa chúng ta vào cái hoàn cảnh nào cả, tự mình đưa mình vào mà mình không nhớ không biết mà thôi, chứ không có ai đưa cả. Chúng ta đến cái phần số 10. Nhân này các tỳ kheo, cảnh sát đại địa ngục là đại địa ngục phấn nị Bhutani Raja. Đây mình có thể dịch dễ hiểu đó. Đây là cái địa ngục phân thối, tức là cái địa ngục này phân nước tiểu, những gì thối tha, những cái chất thải gì dơ bẩn nhất thì nó nằm trong cái ngục này. Bây giờ không phải là cái ngục mà cái nền của nó là cái nền sắt nung đỏ, mà đây là coi như là cả một cái hố, và toàn là những cái chất thải phân nước tiểu, thấy không? Thối tha đó. Người ấy rơi vào địa ngục này, tức là thấy là ra khỏi cửa rồi đó, nhưng mà thoát vô, đi vô cái địa ngục phân thối này. Này các tỳ kheo, tại địa ngục phân thối đó, các chúng sinh với miệng lưỡi như mũi kim cắt đứt da ngoài. Chúng ta nói rõ là miệng lưỡi, không dùng chữ miệng không, miệng lưỡi cắt đứt da ngoài. Sau khi cắt đứt da ngoài, chúng cắt đứt da trong. Sau khi cắt đứt da trong, chúng cắt đứt thịt. Sau khi cắt đứt thịt, chúng cắt đứt dây gân. Sau khi cắt đứt dây gân, chúng cắt đứt xương. Sau khi cắt đứt xương, chúng cắt đứt xương tủy. Ở đây, người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt,
nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa tiêu trừ được. Cái địa ngục này lạ lùng đó, là cái tội nhân đó, rơi vào trong cái hầm phân thối. Nhưng mà tại nơi đây đó, chính cái miệng của phạm nhân này tự cắn lấy, với lưỡi với răng của mình. Lưỡi mình sẽ thành kim nhọn, lưỡi mình sẽ thành đao, và mình cắn, nên cái thân thể mình cấu xé ra, từ da ngoài, da trong, cho đến thịt, đến gân, đến xương, đến tủy, tự mình cắn xé. Và cái này tại sao lạ vậy? Tại sao mình làm mình đau mà mình làm hoài vậy? Mình bị giam trong một cái hầm phân thối tha như vậy rồi, mà tại sao lại tự mình cắn xé mình? Chúng ta có biết rằng khi chúng ta đau khổ đó, thì cái đau khổ nó dò xé tâm can mình. Nghĩa là mình ngủ không được mà, mình ăn không được mà, mình vẫn khổ đau. Và cái miệng mình nè, và cái lưỡi mình nè, cái răng mình nè, mình đai nghiến mà. Dùng cái lưỡi này như cái lưỡi kiếm mà. Mình nói làm sao, mình chửi làm sao, mình hành xử làm sao, mà ta nghe xong cái điều mình nói, ta tự giận, ta chết, mình mới hài lòng. Và chúng ta nhớ rằng cái nguyên tắc của nó đi như thế này. Đây là người A, đây là người B. Khi mà ta dùng cái phần xấu xa nhất của người ta, độc ác nhất của người ta là tham sân si đó khởi lên, thì cái người này á cũng ứng xử như thế đó. Và hai bên nó tạo nên cái mâu thuẫn xung đột lẫn nhau, thì những cái này nó tăng lên, nó sẽ che mờ. Lúc đó không thấy ai đúng ai sai, lúc đó ai cũng là đối thủ của mình cả. Và người Việt của mình nói là ngậm máu phun người dơ miệng mình. Như vậy khi mà những cái độc ác trong tâm mình nó khởi lên, thì nó sẽ tràn lên tới phần trên, và nó sẽ đi từ trong cái tâm của mình á, nó sẽ đi ra bằng cái lời nói, nó đi ra bằng cái ứng xử. Cho nên khi rơi vào trong cái địa ngục đó, thì chính cái miệng mình, cái lưỡi của mình, răng, cái răng của mình lại cắn xé vào trong da thịt của mình. Tại mình đã làm tăng cái ác nghiệp này lên mà mình không biết, mình nghĩ rằng mình có quyền giận, có quyền giữ lên, có quyền xúc xỉm người khác và có quyền giết người khác, thì mình không nhận ra. Cho nên bây giờ chính trong cái địa ngục phân thối này đó, thì cái người này đó há cái miệng rồi, thì chính răng mình, chính lưỡi mình là những đao, những kiếm, những cái công cụ để mà nghiền nát từ cái da ngoài, da trong, đến thịt, đến gân, đến xương, đến tủy của mình, cho đến khi nào nhận thức ra rằng sai rồi. Còn chưa nhận thức được cứ là chúng ta tăng những cái quế nhiễm của mình, cũng như những cái tổn thương, những cái đau khổ khi mà chúng ta phải chung sống với ai đó, chúng ta phải ở trong cái hoàn cảnh nào đó đó, những cái tổn thương đó không có là hàn gắn được, không có lành được cái vết thương, thì chúng ta tự mình cứ đi lui về cái quá khứ, trong cái hiện tại này
cứ đi lui về quá khứ, lui về quá khứ, lui về quá khứ, để nhớ lại ai đã làm khổ mình, làm khổ cách nào, hoàn cảnh nào đã khắc nghiệt với mình như vậy. Nhớ mãi không phai. Và nơi đây nước mắt cứ nhỏ xuống, nước mắt cứ nhỏ xuống, và hình thành một cái đời sống tâm tối này không dứt được, thì làm sao trong cái địa ngục này thoát ra được. Còn thân người đây còn có cái phước báo là có cái trí tuệ tâm linh đây, mà không nhận ra thì chừng nào mới nhận ra. Những cái đau khổ đã đến với chúng ta rồi, bây giờ chúng ta lặp lại để chúng ta đánh mình, không phải suốt một kiếp này mà kéo dài không biết bao nhiêu kiếp. Địa ngục chúng ta tạo ra vì chúng ta thiếu sáng suốt, vì chúng ta không nhận thức được, chúng ta không phản tỉnh được, chúng ta đi dài trong cái tâm tối của mình và kéo dài những cái khổ đau của mình. Mà mình cứ nghĩ vì người này, vì người kia, vì người nọ, vì hoàn cảnh thế này, vì hoàn cảnh thế khác, ta không nhận ra rằng ta đã làm dày lên những cái nỗi đau khổ của mình, ta đã nghiền nát một cái đời sống của mình. Vì chúng ta dông thân cho nên ta chỉ nghĩ đến kẻ khác như tất cả là cái nguồn sống của đời ta, mà chúng ta không hiểu rằng chính ta là nguồn sống của ta, chính ta là ta diệt một cái đời sống của ta, chứ không ai hết. Vì tất cả những người chúng ta gặp, tất cả những hoàn cảnh mà chúng ta phải ở vào, do chúng ta đã tạo ra, không có ai tạo ra cả. Và chúng ta tạo ra bằng tâm, chúng ta tạo ra bằng tâm, chúng ta tạo ra bằng cái tâm thiện và tâm bất thiện. Ba cái tâm bất thiện: 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Và thiện thì chúng ta cực kỳ vô giao, 8 tâm thiện dục giới, 5 cái tâm thiện sắc giới, 4 tâm thiện vô sắc giới. Và chúng ta có cả 40 tâm thiện siêu thế. Nhiều như thế mà chúng ta không đi, chúng ta đi vào trong cái tâm tối, trong cái con đường hẹp, lồi lõm, lầy lũa, mà không rút chân ra. Cho nên thù dai, giận dai, lôi lại một cái quá khứ bất hạnh của mình để mà nhai, nhai tới, nhai lui, nhai xuôi, nhai ngược, mà không biết là mình nhai da, nhai thịt, nhai gân, nhai xương, nhai máu, nhai tủy của mình, để mình chôn vùi mình trong cái tâm tối mà mình không nhận ra, không thức tỉnh được. Và quỷ dương nó sẽ hưởng cái thú đau thương này đó, thành ra cái nguồn sống của nó. Cho nên khi chúng ta ở trong cái hoàn cảnh mà đẩy chúng ta phải làm điều ác, chúng ta sống với những con người ác, thì chúng ta hiểu rằng đây là con đường của quỷ, đây là con đường của địa ngục. Bây giờ phải bỏ của mà cứu lấy người, chứ không thể dùng của để che thân. Không phải chúng ta liều thân để giữ của, mà giờ đây bỏ hết, đi bằng hai tài trắng mình, và bắt đầu lại cái cuộc đời trong trắng của mình. Ai có can đảm thì người đó thoát ra được, ai không can đảm sẽ lụi tàn. Đó là cái việc rất rõ. Cho nên đó, chúng ta có một cái quá khứ sai, một cái quá khứ có lầm lỗi. Quá khứ sai, quá khứ lầm lỗi chúng ta có, chúng ta có. Nhưng mà bắt đầu từ cái hiện tại, khi chúng ta biết đây đó, thì chúng ta nhìn về trước, chưa có lỗi lầm nào đã làm, chưa có suy nghĩ sai nào đã phạm. Vậy tại sao chúng ta không từ đây tiến về phía trước?
Chúng ta đi bằng con đường lành, con đường tốt. Còn quá khứ này nó đã đi qua. Chúng ta có thể dùng những cái bước tiến tới này nè, để chúng ta làm nhẹ bớt cái này đi. Còn chúng ta từ đây mà chúng ta quay về với một cái quá khứ, để mà nhai đi nhai lại, để mà hành hạ mình, để mà chôn vùi cả một cái ngày mai của mình đó, thì con đường khi thân hoại mạng chung về đâu đã biết, khỏi cần phải hỏi ai cả. Còn nếu từ những cái sai lầm đó chúng ta ngừng lại tất cả và chúng ta đi con đường tốt đẹp nhất của mình, đó là con đường sám hối của nhà Phật. Biết sai nguyện không làm nữa, và chỉ nguyện đi con đường lành. Chúng ta bắt đầu lại, mạnh mẽ bắt đầu lại. Tự mình dạy dỗ, mình kết thúc cái đời sống của mình. Mình nghĩ rằng cái cuộc hôn nhân này, cái gia đình này, cái điều kiện về tài sản này, cái điều kiện về công danh này mới là lẽ sống của mình. Bỏ nó đi có thể mình chết. Không, nó là đá đấy, nó là sắt đấy, nó là những cái mà nó lôi cái đầu chúng ta nghiêng xuống. Và chúng ta nghiêng nữa cho đến khi chúng ta té xuống và không ai đỡ chúng ta được cả. Chỉ có phước báu của cái tất cả những cái phước mà nó gọi là vô tham, vô sân, vô si đây mới cứu chúng ta ra khỏi mà thôi. Trên đời này không có ai cứu chúng ta được cả. Nhưng tất cả chúng ta dại dột, chúng ta chờ đợi nơi hoàn cảnh, chúng ta chờ đợi nơi những điều kiện, chúng ta chờ đợi nơi cái người khác đó thương yêu ta, đối xử tốt với ta, ân cần với ta, ta mới có hạnh phúc. Đó là sự dại dột của lòng luyến ái. Còn người tỉnh táo, người sáng suốt không hưởng những thứ đó, mà biết rằng mình đi con đường đúng hay con đường sai. Ai đồng hành với ta trên con đường đúng, đó là người bạn chúng ta cần thiết để đi hết cái cuộc đời này. Còn những ai mà lôi chúng ta xuống con đường khổ này đó, chúng ta đồng hành xuống các cõi khổ phải không? Hỏi mình đi, để mình tiếp một chút cảm xúc, muốn tái lọc một chút cảm xúc, muốn hưởng thụ một cái gì đó, xem xét lại ai muốn hưởng thụ vậy. Tâm tham muốn hưởng thụ phải không? Hỏi với mình đi, câu trả lời của mình sẽ rõ. Cho nên hạnh phúc hay đau khổ do mình chọn lựa mà. Và chúng ta nên nhớ rằng những cái cảm xúc mà khi những cái ước muốn chúng ta khởi lên và chúng ta đáp ứng những cái ước muốn đó vô tội giả, có nghĩa rằng khi nó khởi lên những ước muốn, chúng ta chỉ nói như thế này: những cái cảm xúc này thật là tuyệt vời, những cảm xúc này không nên nếm trải. Nhưng chúng ta thiếu một cái sự sáng suốt của sở hữu trí tuệ, đó là chúng ta không hỏi rằng ta đi tìm những cái ước muốn này, biến nó thành hiện thực, nhưng nó là thiện hay bất thiện, chúng ta chưa hỏi thôi. Chúng ta quên cái câu này. Và vì vậy mà chúng ta sai lệch mà không biết mình sai lệch, nằm ở chỗ đó mà thôi. Còn chúng ta chịu đặt một câu hỏi thứ hai với mình, thì chúng ta soi xuống cái cảm xúc của mình, chúng ta có thể điều phục nó, chúng ta có thể dẫn dắt nó. Còn không, những cái lớp sóng cảm xúc này nó xô dạt chúng ta đó, trong cái luân hồi không biết bao nhiêu kiếp. Và để trải nghiệm xuống những cái cõi khổ này quá muộn cho cái cuộc đời của chúng ta.
Đã nhiều lần sư cô cũng có trình bày với tất cả quý vị rồi, chúng ta là một con nhện tội nghiệp, chúng ta đang những cái lưới, chúng ta kết những cái lưới tình cảm, những người thân chúng ta, với đời sống, với xã hội, với tất cả những gì chúng ta yêu mến. Để rồi khi một cái tao nhện bị đứt, tất cả máu của con nhện đó, nó sẽ theo cái tao nhện đứt đó mà nó chảy suốt không ngừng lại. Vô minh nằm ở chỗ đó. Chúng ta không biết mình phải tạo một cái tao nhện gì để vững chắc cho cuộc đời mình. Chút nữa đây chúng ta sẽ nghe cái lời kết luận của Diêm Vương, của Gió Má. Vị chúa ngục này sẽ nói một cái lời kết luận khi cuộc đời của Diêm Chúa đó đã trải qua, thấy không biết bao nhiêu tội nhân bị hình phạt mà mình phải ra lệnh để làm, dẫu xót thương mấy cũng không cứu được. Vì nghiệp nó trong tâm mà, cảnh tỏa ra từ trong tâm mà, nó câu thông từ trong tâm mà, đâu có ai biểu nó giúp mình biết được đâu. Chúng ta sang đến số 11. Này các tỳ kheo, cận sát đại địa ngục phấn nghị ấy là đại địa ngục nhiệt khôi, tức là địa ngục than hừng, khu rú la miraya, người ấy rơi vào đấy, ở đấy người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy bị tiêu trừ. Từ cái địa ngục mà hôi thối, rồi tự miệng lưỡi răng của mình nó cắn xé da thịt của mình, thì bây giờ đó thoát ra khỏi cái địa ngục này thì rơi vào một cái địa ngục tiếp theo, đó là địa ngục than hực. Và nơi cái địa ngục này đó thì người ấy rơi vào đấy và cảm thọ những cái cảm giác khốc liệt đó. Rồi bây giờ xin tất cả chúng ta nghĩ vậy là xin mời tất cả chúng ta tiếp theo tới số 12. Chúng ta ghi số 12. Nhưng này các tỳ kheo, cận sát đại địa ngục nhiệt khôi là đại châm thọ lâm Simpali Văn Nhán, cao một do tuần. Một do tuần này chúng ta hình dung nó là 16 km. Để cho dễ nhớ thì cái địa ngục mà gọi là đại châm thọ lâm này, để chúng ta nói đơn giản là cái địa ngục gai nhọn. Địa ngục gai nhọn với những gai nhọn dài 16 ngón tay, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Họ bắt người ấy leo lên leo xuống ở đấy, người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy được tiêu trừ. Thì bây giờ tội nhân á, là như thế này, chúng ta hình dung á, đây là một cái gốc cây rất là lớn, coi như là lớn hơn cả cái cây cột này đó. Đó. Thì một cái gốc cây đó, một cái cây cao như thế này, thì đây là những cái gai nhọn nó chĩa ra. Trên cái thân nó là gai nhọn chĩa ra, gai nhọn chĩa ra. Thì cái người tội nhân đó là phải trèo lên cái gai nhọn để rồi ôm và tuột xuống. Thì nó sẽ đâm vào trong người. Và như vậy cứ phải leo lên, cứ phải leo xuống. Chúng ta thấy là những cái game hoặc là những cái phim mà về bạo lực đó, thì người ta hấp dẫn cái tính ác của con người đi vào trong đó. Và khi mà người ta đưa vào trong đó thì người ta thấy là cái chuyện mà đâm nhau, chém nhau, bắn nhau, giết nhau là cái chuyện vui, và nó bình thường như không có gì hết. Cái đồng tiền mà kiếm ra từ cái ác nghiệp đó thì đưa cho những cái
những cái trò chơi này đến trẻ con và đến cả người lớn đó, mà ta quân tập những cái này đó, thì chúng ta nhớ này nè, trong tất cả những cái ác nghiệp mà giết người đó, mà từ ma túy ra, từ cờ bạc ra, từ rượu ra đó, không bao giờ nặng bằng từ game ra. Tại vì cái người mà người ta say rượu đó, thì người ta còn có lúc ta tỉnh rượu để người ta hối hận. Cái người mà nó đang mà coi như là nó bị ngáo đá đó, thì cũng có lúc nó tỉnh lại và nó hối hận. Tất cả những cái món nghiện khác có lúc tỉnh ra. Nhưng mà cái nghiện mà về game, mà với những cái trò độc ác này đó, không có tỉnh ra. Thấy là vui, thấy là bình thường, thấy là phải làm như vậy. Thì cái người mà tạo ra những cái game này đó, thì cái đọa của nó không phải đi trong một tầng địa ngục, mà nó cũng không có đi là chỉ có nhánh chính vừa qua nhánh phụ, thấy không? Mà nó đi nhánh chính qua nhánh phụ qua nhánh chính, là nó đi liên tục luôn. Cho nên mình kiếm tiền và làm giàu, nhưng tạo ra một cái ác nghiệp cực kỳ khủng như thế này. Đến đổi mà trong kinh đó, Luật có nói thế này, là cái người mà tạo ra cái dao chẳng hạn, nếu người ta dùng dao đó, người ta sắc gọt để ăn, làm những cái chuyện tốt đẹp, thì người này cũng nhận cái phước báo. Nhưng mà nếu cái dao này nó giết người một lần, giết người hai lần, ba lần, thì cái người đó có cộng nghiệp. Cho nên là đối với cái người Tây Tạng đó, khi một cái người mà dùng cái gậy gộc hay là đao kiếm mà để mà giết người rồi đó, thì bao giờ đó là công an nó cũng tịch thu cái đó luôn. Rồi khi mà tịch thu mà làm cái tang chứng, vật chứng xong rồi đàng hoàng đó, thì tất cả thì chuyển qua chùa hết. Rồi chùa mới tụng kinh. Bởi vì bao giờ đó những cái khí cũ mà giết người như vậy đó, những cái vong nó cũng đi theo. Cho nên là phải đưa qua tụng kinh, chứ không là những cái vũ khí này nó sẽ tiếp tục nó lên đường với cái công việc của nó. Cho nên là người ta tạo ra cái đồng tiền, người ta nghĩ đây là vui chơi thôi, nhưng người ta không nghĩ rằng cái ác nghiệp của nó khủng lắm. Khủng đây có nghĩa là kinh khủng lắm, là khủng khiếp lắm. Nhưng mà nó đầy dẫy. Và chúng ta thấy là các cái kênh ở trên thế giới này đó, người ta lại không cấm cái đó chứ. Văn hóa đồi trụy thì người ta cấm. Nhưng mà cái văn hóa đồi trụy nó tàn hại, cái số lượng nó không bằng cái này. Thành ra nếu mà cấm những cái kênh hoạt động thì tất cả những cái phim ảnh và những cái game mà nó thuộc về bạo lực là phải kết thúc. Khi mà tất cả trên thế giới này đó, chúng ta kêu gọi hòa bình, chúng ta gọi là phải sống trong cái sự thương yêu và nâng đỡ lẫn nhau, thì tất cả những cái kênh này á, nó sẽ là kẻ tội đồ. Mà ai cho phép nó lại còn nặng hơn cái kẻ tội đồ đó nữa. Tại người ta có quyền ngưng lại, nhưng người ta vẫn cho phép nó phổ biến trên toàn thế giới này. Mà ta biết rất rõ, nhưng ta không có ngừng lại. Chúng ta tới số 13. Nhưng này các tỳ kheo, cận sát cái ngục gai nhọn là rừng lá gươm, tức là cái ngục rừng lá gươm. Người ấy rơi vào trong đấy, ở đấy lá cây do gió lay động cắt đứt tay người ấy, cắt đứt chân người ấy, cắt đứt tay chân, cắt đứt tay, cắt đứt mũi, cắt đứt tay mũi. Ở đấy người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mạng chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Như vậy cái người tội đồ này, người tội nhân này đó bị bỏ vào trong một cái rừng cây. Mà cái rừng cây đó tất cả lá cây đều là đao kiếm cả. Và như vậy người này đi trong cái rừng cây đó, hãy gió lay động thì những cái lá cây này nó sẽ đâm, nó sẽ chém, nó sẽ cắt trên cái thân thể người này. Mà cứ đi như thế trong cái khu rừng vậy mà cái không có thể chết được. Nó sẽ phục hồi lại rồi nó lại tiếp tục, phục hồi lại rồi tiếp tục.
Cho đến khi nào đó nhận ra cái ác nghiệp mình đã gieo xuống thì thoát, mà chưa nhận ra chưa thoát. Cái này sư cô nhắc lại thôi. Đây là cũng là cái lý do tại sao đó là cái từ người thân của mình mất là mình đem gửi cái bài vị ở trong chùa. Bởi vì nơi đây đó hàng ngày có nghe được kinh. Thứ nhất là có cúng cơm, có nghe được kinh. Thứ hai nữa là nếu nghe được giảng pháp thì người ta sẽ nhận ra một cái gì đó và người ta rất dễ siêu thoát. Còn bây giờ đó mình vì cái liếng ái mình đó, mình nhốt cái người đó trên cái bàn thờ riêng, kể cả cái hũ cốt cũng để trong nhà, thì cái đó là cái thương của mình thiếu sáng suốt, và mình làm cho cái người đó nó khó mà siêu thoát được. Tại vì chúng ta đã hiểu rõ rằng siêu thoát không phải tự bản thân mình dễ đâu, mà mình phải tạo cái phước. Cái phước đó là có thể là người ta ở trong chùa, người ta yên ổn về cái mặt mà người ta không thấy đối khác, người ta được nghe kinh dần dần, thì ít ra cái giờ phút ta nghe kinh á, thì cái tâm người ta cũng có một chút bình yên. Và nếu ta nghe pháp được nữa đó, thì ta có thể nhận định ra và ta siêu thoát. Còn ở trong nhà đó thì lại thấy cái cảnh cũ, lại thấy những cái việc thế gian, rồi lại buồn vui theo cái đó, thì chừng nào mới siêu thoát? Chúng ta suy nghĩ kỹ lại. Số 14. Nhân này các tỳ kheo cận sát cái rừng gọi là rừng kiếm á, rừng lá kiếm, rừng lá gươm, rừng lá kiếm á. Người ấy rơi vào trong ấy, là người này đó là sẽ rơi vào cái ngục gọi là ngục sông voi, Kharoda Kanadi. Người ấy rơi vào trong ngục sông voi, tại ấy người ấy trôi thuận theo dòng nước, bị trôi ngược lại dòng nước. Người ấy trôi thuận theo, ngược lại dòng nước. Người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Thì khi tội nhân này đó mà người ta thả xuống cái dòng sông voi đó, thì chúng ta biết là cái voi này đó nó sôi sùng sục lên và nó có thể làm rã thịt cái người này ra đó, cứ nó tấp vào đâu, nó bám vào đâu thì nó rã thịt ra đó, thì từ thịt rồi tới gân tới xương bên trong rã. Mà chúng ta nhớ vậy, trong cái địa ngục đó thì chúng sanh là hóa sanh, chứ không phải là thai sanh hay noãn sanh hay thấp sanh, mà nó hóa sanh, tức là chịu đựng không nổi chết. Chết rồi đó thì tái sanh lại y như vậy, mà chịu cực hình rồi chết rồi hóa sanh, nhưng không ra được. Nó giống như mình ngủ giấc dậy rồi đó cũng hoàn lại cái cảnh cũ. Ở người này đó là vừa thoát chết cái là tái sanh lại y vậy, rồi thoát chết cái tái sanh lại, rồi cứ chịu cực hình triền miên như vậy. Nó không tỉnh, sống lại mà không tỉnh rồi. Cho nên tại sao mà khi nói là mình làm phước phải có tam tư, tư tiền, tư hiện và tư hậu, là trước khi làm suy nghĩ rằng cái việc này đó mình gieo cái điều thiện gì, và trong lúc mình làm mình cũng nhận thức rằng mình đang gieo cái hạt giống thiện này, và sau khi làm đó, mình cũng thấy rõ rằng mình đã làm được điều thiện này, quả thiện này sẽ được khởi sanh. Thì trong cái ác cũng vậy, người ta có tính toán trước người ta mới làm, dẫu là thoáng một giây đồng hồ người ta cũng đã có tính rồi, nó diễn ra mà. Cho nên chúng ta đó cần phải suy gẫm lại những chuyện gì mình đã làm, nhất là những chuyện sai đó. Chúng ta suy gẫm lại không phải để đau khổ, suy gẫm lại không phải để trách hoàn cảnh hay trách bất cứ ai, mà suy gẫm lại để thấy cái này nó sai vào cái gì, nó phạm vào cái gì trong năm giới của chúng ta, và cái hậu quả nó như thế nào, để mà chúng ta kết thúc nó, để chúng ta bắt đầu, chúng ta làm lại, không có tái diễn cái đó nữa. Thì cái đó là cái sáng suốt của chúng ta đó, khi nhìn lại cái quá khứ của mình, khi suy gẫm lại những cái việc mình làm để mình xác định mà mình tránh xa. Còn cái không đó, chúng ta trở lại với quá khứ bằng cảm xúc,
chúng ta khơi lại những cảm xúc cũ và những cái cảm xúc mới đầy tiêu cực này phối hợp với nhau, đó là việc làm sai. Chứ không thể nào mà nói rằng là chúng ta có thể xóa bỏ vĩnh viễn cái quá khứ, không có. Nó sẽ trở lại. Nhưng mà chúng ta biết phân tích, chúng ta biết xếp loại nó và chúng ta biết kết thúc nó. Thì đó là cái việc làm sáng suốt khi mà cái phước báo về trí tuệ của chúng ta trở sạch. Hình phạt thứ 15. Rồi này các tỳ kheo, những người coi giữ địa ngục, câu người ấy nói lên với một câu, đặt người ấy trên đất và nói với người ấy, này người kia muốn gì? Tức là cái người này bỏ xuống cái ngục sông vôi. Rồi bây giờ đó là quỷ sứ nó mới dùng cái móc, nó mới móc cái người đó từ cái sông vôi nó mọc lên. Rồi nó bỏ vô cái địa ngục này đây. Thì nơi cái địa ngục này đó, thì người ấy đó được đặt trên mặt đất và hỏi, này tội nhân muốn gì? Thì người này nói là, thưa ông tôi đói quá. Thì á, cái địa ngục này chúng ta thấy nó là cái địa ngục mà gọi là cái cục đồng nung đỏ. Thì rồi này các tỳ kheo, người coi giữ địa ngục lấy cọc sắt nung đỏ cạy miệng người ấy và nhét vào miệng người ấy những cục đồng nung đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Tức là lấy một cái cây sắt nó nung đỏ rồi cạy miệng cái tội nhân vô và bỏ cái cục đồng đỏ vào đó. Cái này đó là khi mà đọc trong luật đó, thì sư cô cũng có giảng cho lớp này rồi đó. Thì Đức Phật nói nè, nói với các tỳ kheo đó, mà cũng nói luôn cho tất cả mọi người đó, là cái người xuất gia đó mà phạm giới để mà lấy cái đồng tiền để mà đem cái sự giàu có tiếng tâm của mình đó, thì thà nuốt cái cục sắt nóng đó mà chết đó, còn hơn là phạm giới mà lấy những điều đó. Thì tất cả chúng ta phải nuôi thân chánh mạng. Quý vị thấy thí dụ như bây giờ ở trước cửa bệnh viện bao giờ cũng có cò hết. Nhà nước cho phá thai chính thức, bây giờ có cò dẫn tới những chỗ hốc hẻm để phá thai. Rồi khi có cái gì nặng nề đưa trở lại nhà thương rồi trốn, có khi là chết. Mà không phải riêng cái nghề đó mà tất cả những cái bệnh hoạn khác có được bỏ cò hết. Thì những người mà họ làm ăn mà sinh sống như vậy đó, thì nói theo cái từ nhà Phật mình đó, là phạm giới rồi. Nói theo thế gian đó, là cái này nó không chân chính rồi. Thì người ta có biết là một ngày nào đó người ta phải đọa. Và khi thoát khỏi cái đọa đó mà ra khỏi cái chỗ ngỡ rằng không đọa đó, người ta tử tế với mình đó, bởi vì đó quỷ sứ đó nó móc, nó lấy cái móc, nó khèo, nó móc cái thây rửa này nó đưa lên trên bờ mà vẫn còn sống đây. Nó hỏi muốn cái gì, nói đói quá. Thì khi tưởng đói là nó cho ăn, nhưng không, nó cạy, nó lấy cái cây sắt đung đỏ, nó cạy cái miệng ra rồi nó đổ cái cục đồng nóng vô. Thì như vậy đó là nó cháy phỏng cả lưỡi, cả miệng, rồi nó vô luôn tới trong, nó ấn luôn tới trong. Thì ruột lớn, ruột nhỏ gì nó cũng lôi ra ngoài hết. Chưa ngừng lại đâu. Môi người ấy bị cháy, miệng bị cháy, cổ họng bị cháy, ngực bị cháy và kéo theo ruột lớn, ruột nhỏ, các cục đồng ấy rơi ra ngoài từ phía dưới. Ở đấy người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không có thể mạng chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Bây giờ tới hình phạt số 16. Rồi này các tỳ kheo, các người coi giữ địa ngục nói với người ấy, này người kia, ngươi muốn gì? Người ấy nói, thưa các ngài, tôi khát nước. Rồi này các tỳ kheo, các người coi giữ địa ngục ấy lấy
cọc sắt nung đỏ cạy miệng người đó ra và đổ vào miệng người ấy nước đồng nấu sôi, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Môi người ấy bị cháy, miệng bị cháy, cổ họng bị cháy, ngực bị cháy và kéo theo ruột lớn ruột nhỏ. Nước đồng sôi ấy chảy ra ngoài từ phía dưới. Ở đấy người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không có thể mạng chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Như vậy chúng ta thấy đó, trong 16 cái hình phạt mà tượng trưng này đây đó, sơ khởi cho chúng ta thấy. Bởi vì trong cái địa ngục nó có địa ngục đa khổ, tức là nó nhiều cái hình thức lắm. Vì tâm của con người ta nó đa dạng, trong cái ác của người ta nó cũng đa dạng, nó không có giống nhau. Thì khi cái ác nó đa dạng ở cái mức độ nào mà người ta tạo ra đó, thì khi người ta thọ nhận, người ta sẽ thọ nhận những cái chi ly do người ta tạo ra đó. Mỗi người có cái ác khác nhau, không ai giống cao cả. Nhưng mình tạo ra bằng cái cách thức gì, bằng cái coi như bằng cái sâu sắc nhất là cái gì, thì cái người thọ nhận sẽ thọ nhận y như thế. Và nó không ra được. Và xin nhắc lại lần nữa, không ra được là do mình không nhận thức ra. Khi mình nhận thức ra, mình thoát. Và nghiệp mình tạo ra theo thời gian. Vậy ở lâu trong cảnh khổ bao nhiêu là do thời gian. Chúng ta tính khi chúng ta phạm sai lầm, chúng ta tính từ giây chúng ta nhân lên. Và chúng ta tính theo cái năng lượng xấu mà chúng ta truyền tải trong đó, thì nó sẽ làm cho đó những cái áp lực nặng nề này đây nè sâu hơn. Ví dụ người đó mà phải leo lên cái cây mà nó đầy cái gai nhọn như thế là đâm sâu hay không là do cái lực ác của mình đó nặng hay nhẹ. Còn cái thời gian mà kéo dài trên cái cây gai nhọn đó là do cái thời gian tạo ác. Còn cái lực mà nó tấn công vào đó là do cái năng lượng xấu lúc đó trỗi lên bao nhiêu, thì cả hai cái này nó phối hợp lại. Cho nên mình đây đó, mình có thể soi sáng được cả hai thứ. Mình kiểm tra coi những cái điều sai trái mình khởi lên bao lâu biết, bao nhiêu lần biết, ghi chép được. Và cái sức mà nó khởi lên cái ác đó, gọi là cái năng lượng xấu đó, bao nhiêu tự mình đo lường được. Và nếu ai hành thiền thì sẽ thấy là nó hiện qua cái hơi thở rõ luôn, không có mơ hồ gì hết. Thành ra cái thế giới mà cái câu thông để vào ở trong này á, thì nó không có hạn định. Và nó nhiều hay ít, lâu hay mau, nặng hay nhẹ là do mỗi người khi tạo tác ra. Và nó đa khổ, cho nên mới nói là 16 cái hình phạt này là chỉ nói một cách tượng trưng thôi, chưa phải là chi tiết. Rồi bây giờ tới cái phần C là cái phần mà cái lời nhận xét của Đức Thế Tôn hay là cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì hồi nãy là 16 cái hình phạt này rồi đó, thì tới cái số 17 á, thì nó ngắn thôi. Rồi này các tỳ kheo, các người coi giữ địa ngục lại quăng người ấy vào đại địa ngục. Như vậy khi ở trong một cái địa ngục này á, mà kết thúc được cái địa ngục này thì sẽ chuyển qua địa ngục khác. Rồi kết thúc được cái địa ngục này chuyển qua cái địa ngục khác. Rồi bây giờ quý vị thấy là 16 cái hình phạt liên tục nhau đó. Bây giờ chưa ngừng lại mà tội nhân này bị quăng vô một cái đại địa ngục nữa. Và cứ thế lưu chuyển. Cho nên mới nói rằng những cái hình phạt mà đối với luật pháp quốc gia các nước mà so với những cái tội lỗi con người tạo ra đó thì chả là gì cả. Mà chính là những cái gì nó tích lũy trong cái tâm của mình đó, để khi chết mà nó câu thông vào những cái khổ cảnh này đó, thì nó câu không lường được và không hạn định được. Bởi vì không có ai ra hình phạt cả, mà do cái thời gian và do cái năng lượng xấu này nó sẽ quyết định cái thời gian nó lưu chuyển trong các địa ngục như thế nào. Một thời xưa lắm, này các tỳ kheo, vua Giá Má suy nghĩ như sau, tức là Diêm Vương suy nghĩ như sau.
Những ai làm ác nghiệp ở đời phải thọ lãnh những hình phạt sai khác như vậy. Mong rằng ta được làm người và Như Lai, bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, và ta có thể hầu hạ Thái Tôn, và Thế Tôn thuyết pháp cho ta, và ta có thể thông hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng. Như vậy cái ông chúa ngục này, ông Diêm Vương này đó, khi mà ông trải qua cái nghề mà cai quản cái tội nhân ở các ngục, và thấy những việc người ta phạm và ta phải chịu cái khổ hình trong ngục ra sao, thì cái vị mà Diêm Chúa này đó mới đưa ra một cái kết luận cho riêng mình, một cái nhận thức cho riêng mình. Người này nói rằng đó, người này nói rằng đó là nếu như mà ta đây, Diêm Chúa ta đây mà được làm người đó, mà được có cái phước mà gặp được Đức Như Lai là bậc A-la-hán, là bậc chánh đẳng, chánh giác xuất hiện ở đời, thì ta tình nguyện hầu hạ bậc chánh đẳng, chánh giác đó. Và ta hầu hạ như vậy để mà được nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, và cầu nguyện rằng ta có thể thông hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng, để mà ta đi trên con đường tu tập. Và trong cái phần sắp tới mà sư cô sẽ giảng cho quý vị đó, thì sẽ có một vài điều mà chúng ta nói về cái giống như là cái lai lịch của Diêm Vương. Và ở đây nói vắn tắt đó, là cái ước nguyện này của Diêm Chúa, thì chúng ta biết là Diêm Chúa nhiều lắm chứ không phải chỉ có một người đâu. Thì trong số những cái Diêm Chúa mà giác ngộ như thế này đó, thì những Diêm Chúa này có khả năng tu được, và cũng có khả năng đó thành tựu được cái lời nguyện của mình. Bởi vì người ta đã trải nghiệm qua, đã chứng kiến và đã thấy hết sức rõ ràng rồi, thì người ta chọn một cái con đường duy nhất của người ta, đó là cái con đường hướng thượng, chỉ con đường đó mà thôi. Rồi bây giờ đó là phần của Diêm Chúa nói. Bây giờ chúng ta nghe cái phần của Đức Phật nói. Này các tỳ kheo, điều ta đang nói, tức là điều Thế Tôn đang nói, không phải là Thế Tôn nghe từ một sa môn hay bà la môn nào khác, nhưng điều Thế Tôn nói chỉ được Thế Tôn biết mà thôi, chỉ được Thế Tôn thấy mà thôi, chỉ được Thế Tôn hiểu mà thôi. Như vậy những gì mà Đức Phật trình bày đây á, thì Đức Phật mới nói rằng đó là những điều mà ta biết được, những điều ta thấy được và những điều ta hiểu được, chứ không nghe ai cả. Thì chúng ta biết rằng là Đức Thế Tôn có đầy đủ lục thông, và với cái thần thông của mình á, thì nơi chốn nào mà Ngài muốn thấy đều thấy được, chứ chưa cần phải đi. Thành ra Ngài ngồi đó nhưng mà Ngài có thể thấy được các cái địa ngục đang diễn ra như thế nào, và Ngài trình bày cái vấn đề này. Thì như vậy đây là cái lời xác định Đức Thế Tôn rằng những hình phạt ở địa ngục và những địa ngục này không phải là do tưởng tượng ra, mà nó là một cái cõi, tức là nơi đó có sinh ra và có sống chỗ đó. Nhưng chỉ có khác là nơi đó là phải chịu những cái ngục hình. Rồi bây giờ còn một chút xíu nữa đây thì chúng ta nghe Đức Phật tóm tắt những cái lời giảng của Đức Phật đó bằng một cái bài kệ sau đây. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, sau khi thiện thệ nói như vậy, bậc đạo sư lại nói thêm như sau. Tức là Đức Phật sau khi giảng về cái bài kinh Thiên Sứ này, thì Đức Phật rút gọn lại trong chúng ta có thể ghi là trong năm cái đoạn sau đây. Cái đoạn thứ nhất: dầu thiên sứ báo động, thanh niên vẫn phóng dật. Tức là hai cái câu này mới nói rằng là mặc dù là tất cả mọi người biết là có sinh lão bệnh tử, biết rằng luật pháp có hình phạt, thấy biết rõ hết, nhưng mà cái chữ thanh niên này có nghĩa là
cái đời sống mà ta đang hâm hở, đang đầy cái sức sống á, ta không quan tâm tới. Bây giờ mình còn trẻ mà, còn nhiều thứ nó mở ra trước mắt mình để hưởng mà, cho nên không cần quan tâm cái này. Cho nên không biết cái sự xuất hiện của năm thiên sứ này là cảnh giác cái gì, và mình phải suy gẫm ra sao. Thì tất cả những người trẻ không quan tâm tới điều này. Cho nên là người ta vẫn thấy, người ta vẫn biết, nhưng người ta không thức tỉnh được. Đoạn tiếp theo, đoạn thứ hai. Họ ưu buồn lâu dài, sanh làm người hạ liệt. Thì như vậy đó, khi mà cái người trẻ này nó vẫn phóng dật, thì như đoạn trước sư cô có giảng rồi, si vô tàn vô quý phóng dật, nó đi với nhau, thành ra một cái si Phật. Thì khi cái vô minh mà nó đưa đến cái si, thì si này nó phải phối hợp với những pháp bất thiện. Mà pháp bất thiện rõ nét nhất, quyến rũ nhất là nó đi trong cái tham dục. Tức là những ước muốn khởi lên, những ước muốn không được kiểm soát, nhưng được thực hiện để thọ hưởng những cái khoái lạc này, những cái dục lạc này, những cảm giác, những cái cảm xúc hỷ lạc này, để thỏa mãn cái lòng ham muốn thọ hưởng của người ta. Thì cái này được biểu tượng bằng cái chữ phóng dật, có nghĩa là người ta đi đi không cùng trong con đường hưởng thụ của người ta. Và như vậy càng hưởng thụ chừng nào thì cái bề trái của nó đó là nó sẽ đi theo cái chiều dài của tham muốn đó mà nó đau khổ, mà nó rầu lo. Và con đường luân hồi của những chúng sinh mà đi như thế đó, thì phải sanh làm cái người hạ liệt. Và như chúng ta biết rằng đó, là trong cái đạo Phật đó, nó không có nhìn theo cái pháp thế gian. Cái pháp thế gian đó, khi người ta đánh giá một cái người, thì người ta đánh giá trên cái căn bản là cái quả của phước thiện. Tức người này giỏi, người này giàu, người này có danh vọng, người này có quyền lực, vân vân. Người này có thể là đẹp, chẳng hạn đẹp trai, đẹp gái, chẳng hạn vậy đó. Thì đó là những cái điểm căn bản để người ta xếp những người này đó vào cái bậc thượng lưu. Còn những ai đó là vừa dốt, vừa nghèo, lại là tai tiếng, lại là coi như là không hề có quyền lực gì hết mà xấu đau, xấu đớn nữa, thì những người này thuộc vào cái hạ lưu, phân chia. Còn trong nhà Phật đó thì phân ra hạng ưu và liệt, thì căn cứ trên đó, cái phước trí ở đây là căn cứ trên cái quả của phước thiện, quả phước thiện. Còn đây là căn cứ theo phước trí, trong cái thiện của chúng ta làm nó có thiện và thiện trí, bố thí cúng dường giúp đỡ người này cái nọ vân vân. Thì cái quả phước thiện nó rõ sanh, thì chúng ta đã tùy theo cái phước mình làm mình có thể hưởng được cái này. Thì có người họ không có cái đủ cái phước thiện này, cho nên họ ngược lại. Nhưng mà trong nhà Phật đó không có phân chia vậy, mà phân chia cái ưu liệt này tùy theo phước trí. Bây giờ đó, cái người này được hưởng cái quả phước là giỏi, là giàu sang, là danh vọng. Nhưng con đường hiện tại họ đi ở đây, họ đi vào trong cái con đường sái quấy, con đường tham sân si. Thí dụ như nó hiện tướng ra, hiện tướng ra với nhiều ván vẻ lắm. Nhưng mà chúng ta thấy nè, chúng ta dở những cái trang mà tất cả các nước đó, người ta bắt những cái ông vua và những cái ông quan mà tham nhũng ra đó, thì chúng ta thấy là họ đi bằng con đường gì. Họ đi bằng cái con đường đó, thứ nhất khi họ nắm trong tay đó
tất cả những cái phước báo này đó thì họ đi vào con đường hưởng thụ. Họ đi vào con đường hưởng thụ. Họ dùng cái quyền lực này họ bành trướng ra và họ bất chấp. Cái con đường của họ không còn một chồng một vợ nữa. Con đường của họ không có hưởng thụ bình thường nữa. Mặc dù chúng ta thấy rất là vui, nhưng mà cái vui này đó nó nằm trong cái hỷ tham. Người ta có tiền thì người ta tắm sống siêu xe là bình thường. Vì ai có phước thì cũng hưởng được cái này, không có gì sai cả. Nhưng mà nó không ngừng lại chỗ đó, mà siêu xe này là phải đổi vậy. Và siêu xe này phải tăng lên số lượng. Và siêu xe là chắc chắn không có chở mấy ông già bà già chống gậy được. Mà siêu xe này chở ai thì chúng ta đã biết rồi. Thì nhìn thấy cái hiện tướng này thì chúng ta biết họ sống như thế nào, họ đi về đâu. Người ta thay chồng đổi vợ như người ta thay quần thay áo vậy đó. Người ta muốn người này sống thì người này sống, muốn người này chết thì người này chết. Và người ta ăn cắp tiền của công quỹ đó. Mình thấy, mình nghe không mà đủ khủng khiếp rồi. Là tính hàng ngàn tỷ không, chứ đâu có nói là tiền triệu hay là một vài tỷ, không có. Một cái người chân chính thiếu cái phước này đó, hết cái cuộc đời nhắm mắt lại cũng chưa thấy một tỷ bạc là bao nhiêu. Bây giờ ta hàng nghìn tỷ. Và nước nào cũng vậy, bắt ra là như vậy. Nhà cửa người ta có thể rải khắp nơi trên thế giới này, nhưng một đồng xu nhỏ để giúp cho người khốn khổ chưa chắc người ta đã chi ra. Chúng ta thấy công tử Bạc Liêu suốt một đời sống rất là hào hoa phong nhã, nhưng chưa hề có một cái trường học nơi cái trú xứ của mình, chưa làm được một cái con đường tử tế cho cái người dân đi. Thì chúng ta đã nhìn thấy đó là hậu quả hay kết quả để lại trong cuộc đời những cái người mà có cái khuynh hướng đi vào trong cái thọ hưởng và quên hết tất cả mọi thứ đó. Hiện tướng nó rất nhiều trong cái đời sống này chứ không phải không có. Thành ra khi nhìn những cái hiện tướng đó, mặc dù hiện tại người ta được hưởng những cái phước báo này, nhưng con đường người ta đi như vậy, người ta là hôn quân bảo chúa, thì kẻ đó xếp vào hàng hạ liệt. Còn cái người khố rốt áo ôm này đây, ngày ngày phải đi mua ve chai long dịch đây, mà tìm thấy nơi đó có một chỉ vàng, một lượng vàng 100, 200 triệu sẵn sàng đem ra công an để trả lại cho người ta. Kẻ đó thì Đức Phật á, xếp vào hạng ưu. Thế gian không xếp được, nhưng mà về mặt tâm linh họ là hạng người ưu. Cho nên chúng ta sống thế nào không biết, nhưng mà cái khuynh hướng chúng ta đi vào cái sự thọ hưởng để thoái đọa thì đó là con người hạ liệt. Con người không đáng để cho chúng ta tôn trọng. Chúng ta có thể sợ hãi quyền lực của họ, nhưng chúng ta không tôn trọng. Còn cái người mà chúng ta tôn trọng là cái người đi vào con đường chân chính. Mấy ai trên đời này đó hướng được cái điều này, người ta biết rất rõ chứ không phải là người ta không biết. Trong lòng người ta vẫn có quý cái người chân chính, nhưng mà đời sẽ dẫn cho người ta đó thân thiết với cái người quyền thế mà bậy bạ. Tại vì quyền thế bậy bạ nó mới đáp ứng được những cái không tầm tay của mình mà trở thành trong tầm tay của mình. Và chúng ta đã đi chung con đường với kẻ đó, cho nên mới cấu kết nhau. Nó mới có một cái hệ thống, và nó có người bao che đi như thế.
Thành ra cái thượng lưu với cái hạ lưu thuộc về pháp thế gian, căn cứ trên cái quả của phước thiện. Còn cái ưu và cái liệt trong cái đạo Phật thì căn cứ vào con đường tâm linh, con đường hướng thượng hay con đường hướng hạ, và không quan tâm đến quả phước thiện. Chúng ta tự suy nghĩ lấy để chúng ta hiểu cái này. Và tiếp theo, ở đây bậc chân nhân được thiên sứ báo động không bao giờ phóng dật trong diệu pháp các bậc thánh. Như vậy thì Đức Phật nói rằng đó, ai là bậc chân nhân, tức là cái người mà dám sống trong cái chân chánh lương thiện của mình đó, thì hiểu được năm cái sự báo động là sanh và bệnh, hình phạt và chết. Thì hiểu được cái đó thì như vậy mới đi cái con đường tu tập và hiểu được pháp của các bậc thánh. Thấy sợ trong chấp thủ, trong hiện hữu sanh tử được giải thoát chấp thủ, sanh tử được đoạn trừ. Mình bám vào những cái mình biết sai, vẫn bám vào để mà thọ hưởng, để mà đạt được những cái gì mà mình mong ước. Thí dụ như mình nói một chuyện nhỏ thế này. Người ta biết rằng là con gái mình đi lấy chồng xa xứ mà không biết mặt cái người chồng là ai, cũng không biết gia thế người đó thế nào, chỉ qua cái trung gian của người giới thiệu thôi. Người ta biết cái phiêu lưu này đó, trên 90% là đau khổ. Nhưng người ta cần cái gì? Người ta cần được cái tiếng là con mình ở nước ngoài. Người ta cần được cái tiền đó là nó sẽ gửi tiền về, và trong cái đám cưới này nó vẫn có tiền để mình xây xài cái này cái nọ. Người ta sẵn sàng cuộc phiêu lưu. Và cái người trong cuộc là cái cô gái đó cũng phiêu lưu với cái ước muốn như vậy. Người ta phải trả giá bằng cái mạng sống, người ta trả giá bằng những cái khổ đau, mà không phải khổ đau trong một thế hệ là mình, mà những cái đứa trẻ ra đời cũng phải khổ đau như vậy. Người ta bất chấp, người ta từ chối những cái gì người ta đang có trong tay, người ta từ chối một cái sự chân chính, nhưng phải trả bằng mồ hôi, bằng sự vất vả. Nhưng tại sao chúng ta phải trả nhiều sự vất vả như vậy, phải đổ mồ hôi nhiều như vậy? Bởi vì chúng ta có phạm sai lầm mà. Chúng ta chỉ muốn hưởng mà không muốn đóng góp mà. Thậm chí còn moi móc, còn tìm đủ mọi giá, mọi cách để mà cái hưởng thụ riêng cho mình. Còn bản thân mình thì lười biếng, chạy trốn khỏi những cái việc đáng ra phải làm. Tính toán đến như vậy mà. Thành ra càng tính càng thay đổi. Chỉ có con đường duy nhất là chúng ta chân chính, là chúng ta chấp nhận đổ mồ hôi để giữ sự chân chính. Còn nếu chỉ tính đến sự hưởng thụ thì đó không phải con đường tiến hóa về tâm linh. Chúng ta tới cái phần cuối thì Đức Phật nói rằng nếu mình cứ bám vào trong cái hưởng thụ của mình, nếu mình cứ chấp thủ những cái sai lầm của mình thì mình không bao giờ được yên ổn cả. Được yên ổn an lạc ngay hiện tại tịch tịnh, mọi oán hận sợ hãi các vị ấy vượt qua, mọi đau đớn sầu khổ họ đều được siêu thoát. Cái khi nào đó mà mình dám sống chân thật cái những gì mình có. Có cái xe cà tàng, còn sửa được, còn đi được thì đi, để khỏi phải vay tiền mà trả nợ,
để cho con cái ở trong nhà nó phải tận sức nó làm, nó mới có để nó hưởng. Còn nếu chúng ta đi vay đi hỏi thì có khi đó con gái mình phải trả đó, con trai mình phải trả cái đó. Nó sẽ làm những cái điều mà nó bán linh hồn cho quỷ để nó đạt được những cái thứ mình có. Ngày nào chúng ta chấp nhận rằng chúng ta bận một bộ đồ đơn giản nhưng sạch sẽ, đàng hoàng, chúng ta đi ra đường không có mắc cỡ, tại vì sức mình chỉ tới đó thôi, phước mình chỉ tới đó thôi, mình dừng lại chỗ đó. Nhưng cái sự chân chính này không phải ai cũng có. Chừng người ta hiểu biết cái giá trị gì là chính mà cái gì là phụ thì ta sẽ thôi tạo những cái đau khổ cho mình. Còn ngày nào đó mình nằm trong cái ngã mạn, cái mã ngạn này đó nó nói với chúng ta đó, sao lại không bằng anh, bằng em, bằng bạn, bằng bè. Con mình học á, cũng phải cho nở mày nở mặt chứ. Thành ra phải học cái trường nổi tiếng này, trường nhiều tiền này, phải rước gia sư như thế này. Mà chúng ta quên rằng không biết nó có học được không. Chúng ta chỉ nói cái ước vọng của mình. Và cái đứa con đó không phải mình thương yêu mà nó là cái công cụ để thể hiện cái ước vọng của mình. Và mình gieo đau khổ cho nó. Cho nên chúng ta không lấy làm lạ là khi cái người con đó tốt nghiệp, thì cái ngày lãnh cái bằng tốt nghiệp và cha mẹ tổ chức buổi tiệc nhỏ trong gia đình cũng mười mấy người thôi, thì nó dưng cái bằng cấp nó lên. Nó nói rằng đây là cái ba mẹ mong muốn, và con báo hiếu cho ba mẹ, đây là cái bằng cấp mà ba mẹ chờ đợi. Rồi thôi, bữa tiệc đó thôi. Nhưng mà sáng hôm sau nó đã chết rồi. Và nó để lại một cái bức thư trên mình của nó. Nó nói rằng kể từ đây đó, con được sống cuộc đời của con. Và đây là chuyện thật 100%. Chúng ta đang làm cái gì vậy? Chúng ta ảo ảnh theo những cái ước mơ của chúng ta. Chúng ta sử dụng con cái làm cái công cụ thể hiện đó. Vì chúng ta so sánh, vì cái ngã của chúng ta. Con của mình phải học trường này, con của mình phải giỏi toàn diện như thế này. Tiền bạc mình không thiếu, sự nâng đỡ với con không thiếu. Nhưng mà ẩn tàng sâu xa đó là cái ngã của mình muốn tăng lên, nhưng bản thân mình không thực hiện được. Cho nên sử dụng những đứa con này đó để mà nó đáp ứng cái này. Chỉ vì cái sự so sánh mà thôi. Mà khi con nó chết như vậy đó, bây giờ có nhận ra không? Biết bao nhiêu ông cha bà mẹ có nhận ra cái điều này không? Rồi một đứa nữa, kỳ vọng của cha mẹ để rồi cuối cùng thật sự nó không vào được đại học, nó thật sự nó không đậu được một cái bằng cấp nào hết. Bây giờ nó thuê người giết cha mẹ để chấm dứt cái áp lực này. Chuyện đó ai cũng biết mà. Nhưng mà có ai thấy trong lòng mình không? Mình đọc báo, mình thấy chuyện của người ta mà. Còn chuyện của mình hiện tại mình thấy không? Mà mình có thấy thâm thẳm cái pháp bất thiện thuộc về ngã mạn này nó đã hành hạ mình như thế nào, mình gieo khổ cho các con mình ra sao, mình tạo những cái nghiệp xấu ác như thế nào, mình có nhìn ra không? Đó, so sánh đó. Và biết bao nhiêu cái người vợ đẩy người chồng vào cái chỗ sai trái, là bởi vì tại sao đó? Anh làm cái chỗ đó mà người ta có tiền mà anh không có tiền. Anh gàn quá. Anh chỉ nghĩ tới bản thân anh thôi. Anh không có nghĩ gì tới vợ con hết.
Cho nên cái người đàn ông này đó phải gù lưng xuống. Gù lưng xuống trong cái thế giới gù lưng để đáp ứng được cái pháp bất thiện này đây. Có người vợ nào dám nói với chồng mình rằng đó, anh ơi làm bao nhiêu sống bấy nhiêu, em sẽ cần kiệm để ngày anh về hưu thì cái bữa cơm ngày anh đi làm việc và cái bữa cơm ngày hưu trí không thay đổi bao nhiêu. Có em đây với các con đó, chấp nhận những cái gì anh làm ra lương thiện. Dẫu con mình không giỏi người ta, dẫu con mình không ông hoàng bà chúa người ta, nhưng con mình đó, đứng trên đôi chân làm người của nó, nó thật sự là một con người. Nó sống với lương tri của một con người. Và như vậy chúng ta có được một cái đứa con có tình, có nghĩa, có hiếu hạnh, đời ấm áp bao nhiêu đứa rồi. Không phải một cái siêu xe mới làm nên ấm áp của đời mình. Không phải quần này áo nọ mới làm nên cái sự ấm áp. Mà tất cả chúng ta đây được sống một cái cuộc đời lương thiện, được sống trong cái ấm áp của cái tình người với nhau. Đó mới là cái cảm xúc mà chúng ta tìm đến. Là cái cảm xúc chúng ta dần dừng lại và chúng ta mang theo trong nhiều kiếp một cái sự bình yên, một cái sự trong sáng, một cái sự thánh thiện như cái dòng nước mát chảy mãi trong con đường luân hồi của chúng ta. Cho đến bao giờ chúng ta thấy một cái đại dương trong xanh, mát mẻ mà bao nhiêu người tắm vẫn cảm thấy là không có chật hẹp gì hết. Thì đó là con đường của chúng ta đi. Không phải con đường của các cõi khổ, không phải con đường của địa ngục, không phải con đường của một cái phước thiện, quả phước thiện chóng qua này mà chúng ta không có được, mà chúng ta phải giành giật bằng mọi giá. Thì chúng ta đã xé cái lương tâm của mình, đã cắt cái sự lương thiện của mình, đã bán linh hồn cho quỷ dữ để mà chúng ta giật lấy một cái phước thiện không hề có. Thì cái trộm cắp này, cái cướp giật này chỉ đưa xuống thoái đỏ mà thôi. Cho nên nói thật với quý vị rằng, khi mà sư cô đi ra đường, sư cô thấy một em học trò đi xe đạp để mà đi học. Một cái người tu đi xe đạp đến trường lòng cảm kích lắm. Còn thấy chạy một cái xe bóng lón người tu cũng vậy mà con nít vậy đó, thấy con đường khổ rồi đó. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta sáng suốt, để chúng ta nhận chân được con đường phước báu và bình an của tất cả chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.